Chúng ta có đây là hình Huggy Wuggy, hình Figger, hình của con Chu Chu và hình Kaka bắt đỏ. Đây chính là bốn cái hình con quái vật kinh dị mà mình chuẩn bị đi giục thùng rác các bạn ơi. Các bạn biết tại sao không? Đó chính là tại vì nó quá là kinh dị nên là mình sẽ bỏ nó vô rương này, mình sẽ đi giục thùng rác hết luôn các bạn ạ. À. Ok thì chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Toàn TV. Và trước khi vào video các bạn đưa cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người xem tôi tim nha. Và được rồi, mình sẽ bưng cái rương này mình đi giục rác các bạn ạ. À. Được rồi, bưng cái rương đi giục rác thế nào. Dăm ba cái ảnh này kinh dị, chúng ta không nên để những cái ảnh kinh dị ở trong nhà, mà nên để những cái hình dễ thương đó các bạn. Được rồi, đi thôi đi thôi. Ủa cái gì kia vậy? Ủa thằng Huy với thằng Jack nó đang làm gì đắng vậy ta? Ủa để coi. Hình này dễ thương lắm nè. Hình này dễ thương hơn. Ủa cha đặt cái rương này xuống coi. Ơi tụi bay đang làm cái gì mà có hình gì dễ thương? Ủa hình anime hả? Không ai. Ủa sao tụi bay lại cầm những hình những cái bạn gái xinh anime làm chi vậy? Làm chi vậy? Nè là tại vì biết sao không? Đằng sau tao có một cái cổ máy hơi bị hay luôn. Cổ máy gì đây? Cổ máy gì đây? Nè khi mà tao quăng cái hình vô đây nè. Đó là khi mà tao bấm gật cái cần gạt cái là nó sẽ tạo ra một cái anime như ngoài đời luôn. Ôi trời ơi, ghê xịn quá. Wow, vậy là mình quăng hình ảnh vô cái này thì nó sẽ tạo ra đúng cái nhân vật đó cho mình luôn. Wow, nghe đã thiệt, đã thiệt chứ. Ê, nhưng mà khoan đã, tao phải đi đổ rác một cái. Tao bưng cái thùng này tao đi đổ rác, cái tao quay lại chơi với mấy bạn gái anime với tụi mày nha. Để xíu. Ôi, okay. Đi. Ôi chết rồi, rớt cái đường vô trong cái máy rồi. Chết rồi, mình lỡ làm rớt cái đường vô trong cái máy rồi. Luôn đã hoạt động. Ôi, bạn ơi. Ôi gì vậy? Không có cái gì vậy? Đó là những cái hình ảnh cô gái anime dễ thương ngay cho mày quay mặt. Gái anime. Đó chính là những con quái vật kinh dị. Thế là trời, thằng gà nó béo. Chết rồi các bạn ơi, giờ sao tắt máy, tắt cái máy. Có sao không vậy? Nó giận rồi đúng không? Nó giận. Là vậy á. Hy vọng là không sao anh em nhỉ. Anh chơi cho tôi đi. Ôi, tụi nó tới rồi kìa các bạn ơi. Trời, trời đất ơi. Vậy là đúng vậy, con quái vật kia được chịu hồi rồi. Nào là Huggy Wuggy, Figger, Chu Chu và cuối cùng chính là Kaka bắt đầu. Được rồi, chạy tới nhà của tôi đây. Được rồi các bạn ơi, tôi đã chuyển cái căn nhà gà của tôi đã trở thành một pháo đài, gọi là một cái tòa tháp để chúng ta có thủ thành. Để chúng ta sẽ thủ thành chống lại những cái con quái vật mà tại tôi lỡ tay tôi làm rớt cái rương vô nên bây giờ thế giới đã bị chiếm đóng bởi quái vật rồi. Nên bây giờ chúng ta phải bảo vệ cái thành này coi như là cái chỗ sống sót của cùng chúng ta, và trong này sẽ có hai anh lính có thể hỗ trợ chúng ta bằng cách là có thể giúp chúng ta mua đồ. Và bên này cũng có một anh nữa, thì những anh này sẽ bán đồ với kim cương, thì chúng ta sẽ phải tiêu diệt cái con quái vật đó để lượm kim cương các bạn. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu rồi anh em ơi. Sẵn sàng. Được rồi, bắt đầu thôi các ơi. Đợt đầu tiên bắt okay. đầu ơi. Những con quái vật nó bắt đầu xuất hiện kìa. Đây là những con hất kia các bạn. Trời, đây chính là những cái con quái vật mà được tạo ra từ cái cổ máy kìa. Con chết rồi kìa. Nó lại rớt ra kim cương đây các ơi. Mày đây con, rớt ra kim cương đi, Trời ơi, đông quá. Đừng cho nó tấn công thành của chúng ta nha, nếu không chúng ta thất bại đó. Được rồi. Chúng ta phải tiêu diệt thật nhiều để mà lượm được kim cương. Ôi, coi vậy. Con boss kìa. Trời ơi. Con boss đâu vậy? Ở giữa nè, con màu đỏ nè, đúng rồi. Khi mà chúng ta tiêu diệt được con boss thì trò chơi nó mới qua được cái đợt thứ hai kìa. Trời, ấy giờ đông quá. Nó bùng tao kìa. Nó lăn tao kìa. Trời, bên này còn có một đống con nữa kìa, tiêu diệt hết đi. Mày nè con. Ôi dạ. Nó bùng rồi. Trời ơi, con boss nè. Mày chết rồi. Tụi nó đông quá. Chết rồi. Mình cần phải mua đồ gấp các bạn ơi, nhưng mà mình có 4 kim cương không có xài đủ. Trời ơi, cứu tôi với. Cái này tôi có 20 cái nè. Mày vô mua đồ đi, vô mua đồ đi. Đưa kim cương, Huy cầm chân ra ngoài nha. Được rồi, đi vô mua đồ các bạn ơi. Ôi, đâu rồi, mình mua được cái gì đây, mua được súng nè các bạn ơi. Được rồi, lấy súng lại các bạn ơi. Được rồi, lấy đạn. Nó vô đây luôn rồi. Mày nè, cuối cùng cuộc chiến đấu xong, đợt đầu tiên là mày thấy khó khăn của các bạn. Được rồi, vô nhà mua đồ anh em ơi. Vô. Cái con boss được các bạn. Ôi, hồi nãy giết được con boss, coi được cái gì không? Tôi lượm được 30 cục kim cương từ sau khi hạ cục con boss. Tuyệt vời. Vậy thì mình có cơ hội mua đồ, nhưng mà lần này mình sẽ mua ở ông bên này. Ông này sẽ có những cái đồ để thủ các bạn. Đây mình sẽ mua những cái gai này anh em ơi. Anh em ra phụ tôi đặt thêm gai này anh em ơi. Được rồi, đặt gai này. Đặt nó đi bao quanh cái chỗ này cho nó an toàn đây. Được rồi các bạn, mình đã bao quanh cái chỗ này bởi những cái hàng rào, những cái gai nhọn vô cùng an toàn rồi đúng không ạ? Vậy là an toàn rồi đúng không anh em ơi? Đúng rồi. Ok vậy, được hai. Chết rồi. Lần này là tới được Chu Challenge các bạn ơi. Mày chết rồi. Lần này sao tụi nó đông quá vậy? Mày ai da chết rồi các bạn. Lần này tụi nó đông quá nhiều luôn vậy.
Nhung dễ viết mà nè. Đúng rồi, lấy chụp mày để cộng ôi giời, thầy đã thầy đã gấp tôi, trời lần này tôi đông qua anh em nhớ bảo vệ thành nha, bảo vệ thành nha, đừng để tôi nó tấn công nha. Chu cha lét này co, ôi ôi tôi nó tấn công nhà kìa, bắn mấy coi trong nhà chứ mày trời ơi, ôi nó xuất hiện trong nhà luôn kìa, mày cứu tao với, nó coi đông quá, mình sẽ đứng trong nhà mình bắn ra để mình bảo vệ cái thành mình, cái bài chết rồi thầy đã ơi, cứ mày này con, mày này con, mày tránh là khỏi đây, mày ố kim cương quá trời, lượm kim cương lượm kim cương, con gì kìa, con trùng ra rồi, ôi trời ơi, từ bắn mấy con nhỏ đi, chúng ta nó tới gần nhà chúng ta rồi, mày này con tránh ra, trời ơi, đâu quá, ôi chết rồi, đánh đâu quá, mày nhiều quá, mày này con, mình coi mày lại đây, mày này con, rồi súng này mạnh quá các bạn, chỉ cần tới rồi mình bắn một cái là mày nè, ai da, chết rồi, không ổn, tụi nó càng ngày càng đông vậy trời, mày nè, tiêu diệt mấy con nhỏ trước rồi mình đánh con boss các bạn ơi, mày nè, tiêu diệt hết đi, tiêu diệt mấy con là mày nè, một con, ôi con boss kia, mày, ơi, để tao lo con boss cho mọi người, lo mấy con nhỏ, ơi, nó vô bên kia, ơi, nó vô vô đầu mình các bạn, mày nè con, quá, tiêu diệt được con boss rồi, ôi, mày nè con, vậy sao trời nó vẫn chưa tối vậy, ôi hình như vẫn còn mấy con bên này nè, mày nè con, ôi còn một đống bên này nó tiêu diệt nó rồi nè, mày lượm tiền lên, tiêu diệt lên, mày sao mày lại đây, mày nè, còn một con dưới này nữa, còn một con chú dưới này nữa các bạn, mày nè, trời tối luôn rồi, vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã xong được hai rồi. Nhưng mà quá trời tiền luôn, vô mua đồ gấp, à để coi mình có thể mua được cái gì đây, à mình có thể mua được cây súng sniper luôn các bạn ơi, tuyệt vời, à mình sẽ mua một cây súng này, sau đó mình sẽ mua vài cái băng đạn nè, đó sau đó chúng ta sẽ mua một cây quả táo vàng nữa. Ủa nhưng mà cái cục xương này là gì cho ta, để mình bấm vô thử. Hình như mình được mở khóa cái gì này các bạn ơi, hình như đây chính là cái gì đó, mình coi thử coi, đây chính là con robot sao, wow, không lẽ đó chỉ là con robot bảo vệ, để tôi xài nó thử coi, được rồi để quăng ra thử coi nè, hay cha, wow, nó ra được con robot bảo vệ, tôi mua được con này nè, con này cũng là một con robot bảo vệ nhưng mà nó phiên bản nhỏ hơn, cute hơn, được rồi, vậy bây giờ mình bưng mấy cái con này đi qua, mình muốn đặt cái chỗ nào để cho nó bảo vệ nó coi, miễn con này nó sẽ tấn công những cái con quái vật kia, có ai, được rồi đặt bên này đây đó, được rồi, để coi còn cái gì có thể mua để nâng cấp nữa không các bạn ơi, à chúng ta có thể mua thêm lựu đạn này các bạn, được rồi, và lấy vài quả lựu đạn để cho nó chắc ăn coi, được rồi, nhưng mà có một điều quan trọng là nếu mà chúng ta cầm súng nhắm đúng không, chúng ta sẽ lên cái chỗ cao cao một xíu để chúng ta nhắm nó mới đã, leo lên nè anh em ơi, leo lên này đó, mình đã ở trên chỗ cao nhất của tòa tháp rồi, mình có thể hả nhắm xung quanh đó cái con robot của mình kìa, được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho đợt tiếp theo rồi anh em ơi, được rồi tiếp theo nè, đợt ba rồi này các bạn ơi, wow, đó chính là những cái con figure kia các bạn, ôi các bạn nhìn kìa, con robot của mình đang tấn công, ôi con robot của mình đang tấn công kìa các bạn ơi, được rồi, để mình phụ nó coi hả, mày nè, được rồi, ôi đợt này nó đỡ đông hơn coi, mày nè con, mày nó ra tấn công cái con robot của mình kìa, mày nè, thầy đã, nó coi bốn con kia nó đang đánh con robot tí hon của mình, tội nghiệp chứ, mày nè con, tiêu diệt của nó đây, nó đang tấn công tới kìa, mày nè con, à dính nè, nó có một con đứng đằng xa kìa kìa, ai rồi mình nhai canh đi rồi đó, mày nè, ôi trời ơi, con nhiều con hiện ra vậy, ôi nó đông hơn rồi kìa, ôi, chết rồi, không ổn rồi, mình phải sử dụng lũ đã thôi các bạn, mày nổ cái đồn, ôi được rồi, mày để mình xuống giúp mọi người cho, ngon thì tới đây nào, cha, ôi, đông quá các bạn, từ nó đông hơn tôi nghĩ, con boss nó ra rồi kìa, ôi con boss nó đã tới kìa các bạn, được rồi, ôi chết rồi, tụi nó đông quá, ôi, ai, bắn tụi nó đi, chết rồi, mình rớt xuống là mình phải sử dụng súng này chứ không xài được cái súng nhắm nữa các bạn, có chừng kìa, mày nè, ôi giời đông quá, mày nè, trời ơi các bạn, tưởng tượng thôi, nếu một ngày mà chúng ta lỡ bị quái vật tấn công đi, ta phải bảo vệ thành như vậy. Mày tưởng mày bự mà mày ngon á con, mày còn đẩy con boss ra trước đây để mình xử mấy con nhỏ nữa các bạn ơi, mày ơi, robot của mình đâu rồi, như robot mình bị tiêu diệt hết trơn rồi, robot kìa, để mình bưng con robot tới rồi, robot ơi cứu tôi robot ơi, mày đánh robot tao, ôi, robot nó đang lo bên kia, được rồi, để mình lo cái nhà mình cho, ôi con boss ra tấn công nhà mình kìa, mày nè con, bắn con boss đi, lộn bắn con boss đi, tiêu diệt con boss đi, à mình sẽ dùng số mày nè con, mày sao, mày con, ôi, được rồi, tiêu diệt ở đây, còn con boss rồi đó, cô lên, mày nè, ngon mày tới đây, con boss này, yeah, tiêu diệt được con boss rồi, wow,
được rồi, vậy là chúng ta đã xong cái đợt thứ ba rồi. Trời ơi, đợt này nó căng thẳng quá các bạn ơi. Và đợt cuối thì theo tôi nhớ trong tất cả các con của tôi đó chính là con cà cà mắt đỏ. Bởi vì vậy chúng ta hãy sử dụng hết tài nguyên, hãy sử dụng hết nguồn lực để có thể cho trận chiến cuối cùng này nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok, ok. Ở đây mình thấy có một cái súng TNT gì đó khá là thú vị, để mình sẽ mua thử coi. Đó, mua thử súng TNT. Cây súng mà nó gắn TNT này, để tôi bắn thử cái coi. Hãy cha. Trời đất ơi, nó nổ cái đụng luôn rồi. Trời ơi, nổ nhà luôn rồi. Ôi trời đất ơi, chắc ơi tôi lỡ làm nổi. Ông lắp lại giùm tôi cái. Trời ơi, xuống đây mạnh đi các bạn. Bắn một cái là nó nổ cái đụng luôn. Trời ơi, được rồi, để coi còn cái gì có thể mua nữa không anh em ơi. Mua gì nữa không ta? Ui, lựu đạn hố đen hả? Là cái gì vậy ta? Để mua thử coi. Hãy cha. Rồi, để tôi xài thử cái lựu đạn hố đen này là cái gì đây? Để tôi test thử coi. Ô, dắt nó bao quanh cái nhà mình toàn laser luôn rồi. Để tôi xài thử cái này coi. Quăng cái này ra thì nó được cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Hút rồi. Và một cái là nó sẽ bị hút vô cái hố đen rồi. Được rồi, để tổng hợp lại vũ khí chúng ta sẽ có lựu đạn hố đen nè. Thứ hai đó chính là khẩu súng, TNT. Được rồi, vậy là chúng ta đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng rồi các bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Comment sẵn sàng rồi đây. Được rồi, let's go. Đợt cuối cùng đó chính là ca ca mắt đỏ kia các bạn. Ôi ơi, tụi nó đang tới, kìa. Được rồi, mình sẽ dùng khẩu súng này trước. Đây bắn, tụi nó là mày nè, còn mấy con ca ca mắt đỏ tụi bay ngon, tụi bay lại. Ca ca mắt đỏ nè. Nè, tụi bắn cái lựu đạn hố đen để hút tụi nó vô coi. Bắn nè, hút tụi nó vô đây các bạn ơi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Ôi, tụi nó bị hút vô kìa các bạn ơi. Ha, sau đó mình sẽ bắn khẩu TNT vô. Phải đó. Wow, combo quá tuyệt vời luôn. Ôi ơi. Nổ luôn hàng rào ấy, Ôi trời trời ơi, nhưng mà nổ luôn cái hàng rào rồi. Ôi trời ơi, con boss xuất hiện rồi kìa. Mày đây, mày đây con. Nó tới cùng đàn con của đàn em của nó kìa. Bắn nó. Mày à, mấy con cả cả mắt đỏ đúng là ghê đi các bạn. Rồi bắn tụi nó. Mày ai cho tụi bay phá nha. Mày dám tấn công lại xin tốt của tao. Bay nè con. Được rồi. Xài tiếp đi. Tao tới kẹt rồi Trần Huy. Lũ đạn hố đen. Hai cha. Đây là các bạn. Hút vô, tụi nó vô đây. Hút nó vô, hút trong kia luôn rồi. Ôi, tôi cũng bị hút luôn rồi. Cứu người. Ai cho nó coi suýt chết rồi. Còn con boss kìa, như còn mỗi con boss tôi hết. Bây giờ anh em chúng ta tập trung tiêu diệt con boss đi là xong rồi. Cố lên. Ôi, ca ca mắt đỏ này, ca mắt đỏ này này, ca ca mắt đỏ này. Rồi bắn súng lựu đạn này. Ôi, bắn bom này. Mày nè con, nổ nó đây. Dắt ơi, lại đây tấn công nó đi. Ôi, đang tấn công mà. Mày dám phá thành của tao? Trời ơi, hên quá, thành của mình vẫn còn nguyên các bạn, nhưng mà con này nó mạnh quá các bạn. Mày nè con. Được rồi, mình sẽ dùng hố đen để hút nó vô này. Hay cha, nó bị hút vô rồi. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ bắn thiệt là nhiều bom vô. Nhưng mà tôi bị hút vô rồi. Thả ra cứu người. Ôi lên. Được rồi. Ôi chết chết. Nhưng mà hình như tiêu diệt xong rồi anh em ơi. Yeah. Vậy là thành công rồi. Yeah. Tuyệt vời. Ôi, không phải là. Ôi, vậy là cái nhà của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Và chúng ta đã tiêu diệt được 4 con quái vật bởi cái tháp an toàn này rồi các bạn ơi. Trời ơi, hên quá à. Ôi, vậy là xong rồi các bạn ơi. Chúng ta đã hoàn thành. Hình như chưa xong đâu các bạn ơi. Ôi, hình như đó chính là mới là chùm cuối kia kìa. Ông cây chuối lên nhẹ rồi. Nó đang tấn công rồi, game chết rồi, chết rồi. Vậy không rồi, chúng ta phải chịu hồi gì, nhiều robot lên, chịu hồi robot đi, dắt ơi, chịu hồi robot đi. Robot tấn công tụi nó đi, robot ơi, trời ơi, con nó trồng cây chuối lên nhau luôn kìa các bạn, nó trồng lên nhau thành 4 con luôn, đây mới là con chùm cuối thật sự nè. Ôi, con nó mạnh quá, nó mà hơi bị mạnh đó nha, robot tấn công tụi nó đi, robot ơi. Ôi, trời ơi, nó mạnh hơn mình nghĩ các bạn ơi, tôi tưởng là kết thúc rồi, nhưng mà không, đây mới là con chùm cuối thật sự. Mình phải xài cái gì đâu, đây, mày đây con, trời ơi, cuộc chiến này hỗn loạn mà các bạn ơi. Tiêu diệt nó đây, ôi, cùng nhau hợp sức bắn nó đây em ơi, đây mới là con cuối cùng nè. Ôi, khói lửa gì tùm lum vậy, trời không tay được. Mày chơi đi. Con này là gì đây, chu caca, figure hết gì, gút ghê, ôi. Mày, ai biết nó là 4 con kết hợp lại, mày, ôi, nó đang bò tới chỗ tôi kìa, chết rồi, với cái vũ khí này thì không thể tiêu diệt được nó, chết rồi, mình phải vô ông lính xem thử mình còn mua được cái gì nữa không các bạn. Tôi vừa mua được một vũ khí vô cùng xịn mà các bạn không thể đoán được đâu, đó chính là con robot khổng lồ. Được rồi, chịu hồi robot khổng lồ đó. Đây rồi, đây chính là phiên bản cuối cùng của con robot này các bạn, nhưng mà bây giờ nó đã khổng lồ. Được rồi, tiêu diệt con trong kia đây robot ơi. Ôi, đất ơi, nó bự quá các bạn. Mày đây con, chết rồi, hết đạn, mình bắn vào chúng này. Mày này con, ai, nổ, đau quá. Ôi, mày này con, tiêu diệt nó đi robot ơi. Ôi, robot này khổng lồ rồi. Mày nè, liệu mình có thể tiêu diệt được nó không các bạn? Hãy comment cổ vũ cho tụi mình đi các bạn ơi. Hãy cha. Hình như nó chết rồi. Tiêu diệt được rồi.
ơi, cuối cùng cũng tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Trời ơi, lần sau là không có hả gái anime, không chế tạo máy móc gì nữa nha Huy Nấm. Trời ơi, được rồi. Bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này quên lại cho tôi một like, một subscribe cũng như mọi người xem tôi tim nha. Được rồi. Và nếu các bạn thích video như thế này thì đừng quên comment ở dưới nha. Được rồi. Bye bye mọi người.